Diện mạo hiện tại của Vy Oanh sau bức hình lộ nhan sắc thiếu tự nhiên gây sốc, cuộc sống đời tư kín tiếng và khối tài sản khổng lồ khi lấy chồng đại gia. Vy Oanh từng là cái tên được netizen bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội vì nhan sắc khác lạ, kém tự nhiên. Sau đó, nữ ca sĩ có hành động đáp trả cho rằng đã bị chơi xấu, chỉnh sửa hình ảnh trở nên xấu đi. Mới đây, giọng ca Đồng Xanh đã đăng tải hình ảnh mới đu du lịch trải nghiệm ở Mỹ cùng các con. Trong bức hình, nữ ca sĩ sinh năm 1980 là mặc trang phục đơn giản, liên tục nở nụ cười tươi tắn. Qua những khoảnh khắc được Vy Oanh đăng tải, netizen dành lời khen nhan sắc khá rạng rỡ. Vy Oanh được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Cho Em Một Con Đường, Đồng Xanh, Em Rất Nhớ Anh. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Năm 2017, Vy Oanh bất ngờ công khai ảnh cưới với chồng doanh nhân dù trước đó cô giấu kín chuyện kết hôn. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ sinh con và lui về chăm sóc tổ ấm của mình, hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật. Hiện tại cô và ông xã có 3 người con. Theo một số nguồn tin, chồng Vy Oanh từng lập nghiệp ở nước ngoài, thông thạo 3 ngôn ngữ và là gương mặt nổi bật trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nam doanh nhân 7X cũng cho vợ trẻ, 3 con xinh đẹp, cuộc sống nhiều người mơ ước. Họ sống trong một căn biệt thự màu trắng rất rộng rãi, sang trọng, ước tính trị giá lên tới triệu USD. Vy Oanh cũng không thiếu xế hộp, túi hiệu, quần áo hiệu. Chính độ hoành tráng khiến nhiều người đồn đoán cơ ngơi của cặp đôi có giá trị không hề nhỏ.